Vâng, lại xin chào đến tất cả quý vị và anh chị. Hôm nay bên shop lại giới thiệu cho tất cả quý vị và anh chị có nhu cầu cần. Đây là một cái món quà đồ chơi về đồng hồ đeo tay. Thì bên mình vừa mới nhập rất là nhiều các mẫu đồng hồ này, đang chạy quảng cáo rất là tốt và bán ra thị trường rất là nhiều. Thì cái dòng sản phẩm này là đồng hồ cơ quý vị nhé, đồng hồ cơ. Mua một và được tặng một chiếc đồng hồ bên này, đồng hồ lữ hãng Dio. Đấy. Còn đây là hãng đồng hồ này, đồng hồ Longines nhé, Longines. Đấy, đồng hồ rất là thương hiệu, là loại đồng hồ cơ. Đấy, mỗi lần chúng ta đeo tay hoặc chúng ta lắc lắc này cái là đồng hồ nó sẽ chạy ngay vào luôn. Thì đi vào cái chi tiết sản phẩm này thì mình sẽ giới thiệu sơ qua. Đấy là mua một tặng một, có nghĩa tặng một đồng hồ lữ. Đấy, tất cả nó bằng chất liệu thép mặt sapphire. Đấy, đồng hồ lữ tặng và trên này nó có những hạt kim cương nhân tạo rất là đẹp. Đấy, cho các chị đeo tay. Đồng hồ cơ điện tử nhá, cái này là điện tử, hết pin thì đã thay. Đấy, pin thì chúng ta dùng cả năm nó không hết, rất là bền. Còn cái đồng hồ này đi vào chi tiết của nó thì là hãng Longines. Thì chúng ta mỗi lần đeo tay ấy, thì chúng ta vừa đi vừa di chuyển này thì đồng hồ nó lại chạy ngay vào luôn. Đấy, chứ chúng ta không cần phải thay pin. Nó là một đồng hồ cơ và thương hiệu rất là đắt tiền, mà hôm nay shop bán rất là hợp túi tiền. Đấy, chủ yếu là đồ sỉ rất là nhiều và hôm nay bán rẻ cho tất cả anh em chơi. Thì mình ở cửa khẩu nên là mình buôn rất là nhiều đồ ở trong cái kênh của mình. Đấy, trong kênh mình buôn tất cả những cái mặt hàng mình, nếu có khả năng mình đăng được nữa thì còn đăng được rất là nhiều. Nhưng do công việc nó bận thì mình đăng rất là ít. Đấy là các bác nào có nhu cầu cần thì cứ đăng ký kênh. Đấy, sau đó là lúc là shop có chương trình gì hay, cái gì hay thì shop lại đăng lên rất là nhiều. Đấy, cái đồng hồ này rất đẹp nha, size 44, size 44, đường kính của cái này là size 44 và mặt kính nồi chống xước. Đấy, đồng hồ cơ rất là đẹp, quý vị có thể nhìn đằng sau của nó đây. Đấy, giá của nó rất là rẻ, 800.000 đồng. Giá này 800.000 đồng là đã bao gồm cả phí cước vận chuyển. Tất cả những sản phẩm này anh chị nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và đây là cái số điện thoại của bên shop. Đấy, cái số điện thoại đây, ai có nhu cần mua thì liên hệ trực tiếp vào cái số đó. Đấy, bên shop là gửi hàng ship hàng toàn quốc, nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái. Đấy, rất là đẹp. Này, dành cho bác nào tay to thì đeo vào rất là hợp hợp nhé. Đấy, rất đẹp, thời tiết rất là nóng lôi. Đấy, quý vị có thể nhìn mồ hôi ra rất là nhiều. Đấy, lên mình quảng cáo nhanh và gọn thôi để cho tất cả anh em là có nhu cần. Đấy, bên ngoài của nó tất cả những cái mắt này nó làm cho một hoa tiết bằng mạ vàng. Đấy, bảo hành là 12 tháng anh em lưu ý nhé. Lỗi do nhà sản xuất, một đổi một trong vòng một tháng. Đấy, hoặc là không ưng ý thì có thể đổi lại trong vòng một tháng. Đấy, còn lỗi do nhà sản xuất trong vòng một năm, một đổi một luôn. Đấy, nên là anh em cứ yên tâm, số lượng hàng không phải suy nghĩ rất là nhiều. Đấy, về một cái dòng đồng hồ đeo tay như thế này chắc chắn là anh em ra ngoài quán mua rất là đắt tiền. Đấy, nhưng mà khi quảng cáo trên mạng xã hội như thế này thì nó rất là rẻ. Đấy, để mà mọi người có thể ra quán mua một chiếc đồng hồ như này chắc chắn là rất là nhiều tiền. Đấy, tại vì sao, là bây giờ cái dịch vụ của cái mạng xã hội bây giờ rất là nhiều. Đấy, ở đâu thuận mua vừa bán, tất cả sản phẩm này ship hàng cho các bác là được cái là kiểm tra hàng trước khi thanh toán, không phải cọc cạch gì cả, nên các bác là mua bán rất là dễ dàng. Đấy, không phải ra quán, không phải ra cửa hàng nữa, đỡ ngại, đỡ xấu hổ. Đấy, chúng ta có thể mua trên mạng một chiếc đồng hồ như này, quá là tuyệt vời. Bảo hành cho tất cả anh em 12 tháng luôn, một đổi một trong vòng một tháng, quý vị có thể là không ưng ý, lỗi lầm đổi luôn, quá là ok luôn. Đấy, một chiếc đồng hồ này anh em mua thì bảo tôi muốn mua một chiếc đồng hồ A3 nhé. Cái mã của nó là A3, giá của nó là 800.000 đồng, bao cước vận chuyển miễn phí cho tất cả mọi người luôn. Đấy, mua một tặng một. Đây là mình có nhân dịp tặng, còn ai không lấy tặng thì thôi, đấy là tùy mọi người nhé. Đấy, mua một tặng một, đấy là mình bán ra một cái sản phẩm như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị video lần sau. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo về shop và nhiều đồ chơi khác nữa.